Rồi qua câu hỏi đầu tiên ha. Thưa sư cho con hỏi, mẹ con làm nghề nấu rượu và bán rượu. Con chưa từng hoan hỷ với việc đó và con cũng có khuyên mẹ là nên bỏ nghề này đi. Nhưng mẹ con vẫn không chịu, bỏ vậy phải làm sao? Để bản thân con không bị cộng nghiệp, vẫn không chịu bỏ, vậy phải làm sao để bản thân con không bị cộng nghiệp? Mong sư hoan hỷ giải đáp. Để nếu như quý vị chỉ hỏi đơn giản là để làm sao để không bị cộng nghiệp á, thì mình không có sử dụng bất kỳ một lợi nhuận nào do việc bán rượu đó tạo ra. Thì như vậy mình sẽ không bị cộng nghiệp. Ví dụ như xin lấy ví dụ một cái chuyện khác để quý vị sẽ dễ dễ chấp nhận hơn, dễ hiểu hơn, tại vì thời nay chúng sanh nó vậy đó. Xin lấy ví dụ nghe, mình có ông cần có người cha đi, thí dụ như vậy, làm một cái tướng cướp. Thì bây giờ á, mỗi ngày là cha là đi cướp cướp về tiền rất là nhiều. Thì bây giờ làm sao để người con mà tránh cộng nghiệp bây giờ? Là tất cả các khoản tiền đó hoặc tất cả những gì được tạo ra từ khoản tiền đó thì người con không sử dụng tới, không đụng tới. Thì như vậy nó sẽ không có cộng nghiệp bất thiện với người cha ha.